phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát vạn vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời ca mâu ni phật ngài nam mô bổn sư thích ca mâu ni ngài nam mô, bổng sư mô Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh Hôm nay xin mời đại chúng lắng nghe Phạm Trù Phiền Não phần thứ hai Phạm Trù Phiền Não phần thứ hai Chúng ta tìm hiểu đến các kiết sử mà chúng ta gọi là chính kết lần trước chúng ta học dở dàng kính thưa đại chúng, chúng ta thật là biết ơn sự hiện diện của các vị tổ sư luận tạng ở trong Phật giáo. Chúng ta còn nhớ sau Đức Thế Tôn Niết bàn độ chừng khoảng bốn tới trăm năm trăm năm Phật giáo có một sự phân hóa sâu sắc sự phân hóa sâu sắc diễn ra như thế nào đó là các vị đạo sư các vị thầy tiếp cận phật giáo trong cách nhìn của mình rồi các vị tinh tấn tu tập thực hành có sự thành tựu và các vị chiến dương cái sự thành tựu của mình trên cái tầm nhìn cá biệt của mình. Và đó cũng là một cái cái nét chung của Phật giáo ngày xưa cho đến ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta thấy cũng vậy. Ai cũng diễn sướng, diễn đạt Phật giáo theo cái tầm nhìn của mình. Có đúng vậy không? theo cái sở kiến theo cái sở học theo cái nhãn quan cá biệt của người đó và do vậy mà chúng ta nhìn thấy bức tranh phật giáo có quá nhiều thứ mâu thuẫn lẫn lộn và hết sức là đa thù khiến cho người học có khi lại rơi vào trạng thái hoang mang không biết bây giờ mình nên tu theo ai theo pháp môn nào nên học cái gì không nên học cái gì bởi vì ai cũng mình cũng thấy cũng hay hết vì vậy cho nên vua ca nị sắc ca mới phát một đại nguyện hộ trì Phật Pháp cho hiếp tôn giả là một vị đạo sư khả kính tinh tấn tu tập 30 năm lưng không có dính chiếu. Hiếp tôn giả nhất sanh hiếp bất trước tịch cao phong diệu thiền sư tam niên lập nguyện. Những câu như vậy được ghi lại ở trong luật của Sa-di, Sa-di-ni. Một vị đạo sư tu tập tinh tấn như vậy thấy Phật giáo có quá nhiều thứ khác biệt. Một phần đó là do ngôn ngữ phát triển của loài người lúc bây giờ khác nhau. Cần phải có những đợt kiết tập kinh tạng để, 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 thống nhất lại về mọi quan điểm. Và do vậy Ngài vận động kiết tập. Vua Kanishka ủng hộ và thông báo cho toàn quốc các vị cao tăng ai có khả năng lầu thông uh, tam minh bát giải hãy văn tập nhưng mà khi văn tập rồi thì số quá đông số quá đông chúng ta thấy sung sướng phải không thông tam minh bát giải mà số quá đông bây giờ cho nên thông báo rằng ai đủ tam minh bát giải nhưng mà không có lục thông thì xin thối lui ai có lục thông thì ở lại. À, nhưng mà cái số đó cũng quá đông. À, tam Minh bác giải à, lục, lục thông cũng còn cũng đông. Bởi vậy cho nên kêu à, gọi ai có có khả năng là là, là luận giải sâu sắc và kinh tạng ở một cái điều kiện rõ ràng thì ở lại sàng lập tới ba lần như vậy còn lại là 499 vị. Rồi bắt đầu chuẩn bị kiết tập kinh tạng thì lúc bây giờ ngoại đạo ấy, người ta xâm lấn. À, và người ta nói rằng là Phật giáo thế nào thế kia và các ngài mất thì giờ biển bác với họ cho nên di chuyển cái đạo tràng kiết tập sang một cái nước khác. Những nước đó nó có thần kim cang hổ vợ và cô người ta đầy chân kiến. Vì vậy cho nên tổ chức kiết tập Thì lúc bây giờ có một vị tôn giả nổi tiếng Đó là tôn giả thế hữu Tôn giả thế hữu chưa có chứng a la hán Nhưng mà tất cả mọi kinh điển đều thông suốt Và 499 vị nói rằng Là tôn giả thế hữu mới nói Thưa với các ngài à tôi tuy rằng chưa chứng quả A-la-hán nhưng đối với tất cả kinh điển tôi đều có thể lậu thông và kiến giải chưa có từng sai quấy người xin cho tôi được tham dự kiết tập à. lúc bây giờ 499 vị mới nói rằng là ông còn phiền não và lời của ông nói ra ở trong đó chắc chú phiền não làm sao mà tham dự kiết tập cho nên không cho ngài vào và ngài này nấy ba lần 499 vị cũng không cho nếu như ông có muốn kiết tập thì ông phải chứng quả mới được kiết thì ngài mới nói rằng là thưa các ngài cái việc chứng quả đối với tôi nó rất là đơn giản chứng quả tôi không muốn chứng thôi nếu như các ngài không có tin thì thôi bây giờ tôi ném một cái cuộn chỉ lên ở trên hư không và các ngài hãy nhìn xem Khi cuộn chỉ rớt xuống thơ đất Tôi sẽ chứng quả nhanh hơn như vậy Thì lúc bây giờ Ngài một vung tay ném cái ngọn chỉ lên trên hư không Thì lúc bây giờ Chư thiên ấy họ mới hiện thân ấy Họ giữ ngọn chỉ lại, cuộn chỉ lại Và chư thiên họ nói rằng ấy là Bạch tôn giả thế hữu Ngài phát tâm chứng đắc vô thượng Chánh đẳng chánh giác Tại sao vì một cái việc kiết tập mà Ngài lại dội dàng đi vào quả vị vô sanh A-la-hán để làm gì? Thì lúc bây giờ là 499 vị còn lại họ phụ phục sám hối. Và lúc bây giờ họ tôn xưng tôn giả thớ hữu trở thành vị luận chú ở trong đại hội kiết tập. Chúng ta thấy ngày xưa tại sao vì sao có hiện tượng đó? Bởi vì nếu như ngài đi vào trong quả vô sanh thì ngài sẽ không tái sanh và do vậy chúng sanh lầm thang Cho nên Ngài giữ một cái niệm Một nửa cái niệm sinh diệt Để giàu ra trong luân hồi Hành Bồ Tát Đạo Và thành tựu cái quả cuối cùng là Vô thượng chánh đến Bồ Đề Cho nên chúng ta thấy Trong Phật Pháp kỳ diệu vô cùng Khi chúng ta học Phật Pháp một thời gian Chúng ta thấy mình cần chứng Mình chứng rất lẹ Nhưng tại sao không chứng Bởi vì các ngài hành đại bi tâm Bồ Tát Đạo những chân lý siêu việt này Tự tại này á là Chúng ta không dễ dàng gì thấu hiểu Nhưng ở đây chúng ta có thể là Hoan hỷ vui Bởi vì chúng ta gặp được Cái tư A à, Đạt Ma Câu Xá Là một trong những cái tác phẩm Mà phong trào khởi xướng lên Từ tôn giả thế hữu Cho nên chúng ta cầm Những cái, cái tác phẩm ở trên tay Chúng ta thấy rằng nó ra đời Từ những cái vị thầy siêu xuất như vậy tự tại như vậy chứ chúng ta đừng xem nó như là một cái, cái cái cái, nguồn tài liệu bình thường hay là một cái tác phẩm của phạm phu và thầy quyền châu cũng không có thời giờ cớ cho các vị nghe vui tai à, chúng ta không có thời giờ làm những cái việc mà dư thừa đâu à, như vậy thì ở đây chúng ta thấy chẳng hạn như đóng dầm mấy cửa nhận chút xíu máy xúc sinh nhiều khi nó nó có những cái âm thanh nó la lên cái, cái tiếng nối nó là từ ở trong cái tâm à, tâm gì ha cái tâm tật đố cái tâm mà nó gọi là ác khẩu đúng rồi nó là tâm ác khẩu từ cái tâm ác khẩu mà cái, cái cái cái, ngôn ngữ của chúng sinh này nó khác nhau và và nếu ác khẩu nó nhiều nó dẫn tới một cái 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 nó tụ trong một cái thân mà cái cổ nó không thể nào phát ra cái âm thanh nó dở nghe như con người hoặc là nó chứa đựng miêu tả được cái tư tưởng như con người À, mà nó cứ nó nó phải nối ra như vậy đó, thành ra chúng ta nghe những cái âm thanh như vậy thấy nó thương xót, à, Và chúng ta cũng phải cẩn thận âm thanh của mình, tại vì chư thiên hay là à, nói lời nói lời ai cũng thích nghe, à, còn chúng ta thì nói lời có thích đúc thích đúc, đúc không, nhưng mà căn bản là nó lưu xuất từ tâm, cho nên nhìn ở trong tâm mình nữa là mình biết, à, từ khi nào ví dụ như bây giờ các chị các chị thấy thầy cấu ghét với một cái người thiền sư không cấu ghét thì các chị nghĩ là ai hơn ai tại sao chưa biết không phải vậy ví dụ như các vị đi bằng cái đôi chân thánh thơi gọi là từng bước thánh thơi các vị cứ đi thánh thơi còn thầy gánh 100 kg tại đi xuyến tán các vị sẽ nói rằng tu hành mà không chịu đi thánh thơi chúng ta hiểu không đó là cái điểm mà phật tử chúng ta học đạo phải biết nhìn khi một người họ đã thọ lãnh cái trách nhiệm ở trên vai của họ quá nhiều thứ và và có những cái điểm mà họ không có không có có đủ cái sức chịu đựng cho nên họ kéo ghét không thể đem so với cái sự kéo ghét của một cái người buôn bán ngoài chợ nó khác nhau hoàn toàn cũng không thể nào so với một cái người thánh thơi vô sự như không có một chút trách nhiệm nào đúng không hả à, chúng ta phải hiếu như vậy ví dụ như một đứa con nó lo trước lo sau nó kéo ghét khi mà 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 mà, mà không có để làm những việc hư hại gia đình còn một đứa con nó vô trách nhiệm nó cứ cười nó chơi tối ngày thì mình thấy ai tự tại hơn đó, cho nên đó là điểm mà chúng ta cũng phải suy nghĩ. Thành ra ở đây cũng như vậy. Cái phiền não, cái cái phạm trù phiền não nó sinh ra từ đâu? Nó sinh ra từ đâu? Nó nó như thế nào? Và chúng ta nhờ sự hình thành của luận tạng và sự ra đời của các vị tổ đức siêu việt như vậy. Các ngài dạy cho chúng ta. Chẳng hạn như các ngài phân tích này. Vì sao trong các kết, riêng ba kết được gọi là là kiến kết, hai kết kia lập riêng thủ kết. Có hiểu gì không? không có có thuộc bài đâu mà hiểu. Đấy, nhìn lại chiến kết. Chiến kết có gì? Ở trước này, ái kết, sân kết, mạng kết, vô minh kết, kiến kết, thủ kết, nghi kết, tật kết và sang kết. À, chúng ta tính từ số 1 cho tới số 9. Chúng ta đánh số vô. Học ít nhất chúng ta đánh số như vậy đó Trật tự của nó cũng cần phải nhớ nữa Hoặc là ít nhất phải phân biệt ra được Trong đó ái kết là tham Ở trong ba cõi được chưa đó. Rồi từ số 2 gạch cái là số 3 đó Số 4 và số 7 đó. Các kết còn lại cũng vậy Tùy thích ứng mà mà suy Rồi kiến kết là ba kết đầu Ba kết đầu á Thầy không có nói rằng là cái âm nói thứ ba và tên kết Mà là Ba kết đầu là Thân kiến, biên kiến và Và tà kiến Rồi thú kết là hai Hai kiến Đấy, Đó là gì? Là kiến thủ với cấm thủ à, Cho nên cái chữ kiến thủ Kiến thủ với cấm thủ Nó có cái chữ thủ vô Là nó có lý do Tại vì ngôn ngữ luận tạng thường thường nêu ra một chữ, chữ đó nó có hàm nghĩa sâu sắc. Không bao giờ các ngài dùng chữ sai với vấn đề muốn miêu tả. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng ba kiến được gọi là kiến kết đó là là thân kiến, biên kiến và tà kiến được chưa? Còn hai kiến kia lập riêng là thú kết. Nó không phải là kiến kết mà thú kết. Đó là Kiến thủ với cấm thủ Vì sao? Ba kiến đầu có 18 yếu tố vật Hai kiến sâu Cũng có 18 yếu tố vật Do vậy Truyền thuyết nói Vì yếu tố tương đồng Nên chúng được lập thành hai kết khác nhau Yếu tố tương đồng đó là gì? Và vả lại trong đó Hai kiến có tự tánh là thủ Hay chưa? Tới giờ đó hiểu chưa? tức là kiến thủ và giới cấm thủ nó có cái tính chất là bảo thủ, nó có cái tính chất là cố giữ. À, chẳng hạn như bây giờ chúng ta hình thành lên một cái quan điểm và quan điểm chúng ta sẽ sống trong quan điểm đó. À, chúng ta sống trong quan điểm đó, rồi cái cái quan điểm đó nó, nó 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 quan trọng lắm, nó làm thay đổi rất nhiều thứ của người và nó giữ gìn trong đó tới một lúc đó rồi có khi nó sẽ tự phá vỡ ra để nó chấp lấy một quan điểm khác nếu như nó không có chánh pháp sôi sáng nó sẽ như vậy đó có một cô Phật tử lớn tuổi thưa với thầy ngày xưa chồng con đi ở tù ở nhà con nhớ thương chồng làm một tập thơ với lời lẽ bi thương ai oán khi chồng ở tù vờ, con đem tập thơ đưa cho chồng. À, cứ ngỡ đó là đó là một cái chứng minh một cái tấm lòng à, chung thủy sắc son. Nhưng ai ngờ đâu chồng con đặt với cái lời lẽ chớ diễu. Con cầm tập thơ xếp làm hai và từ đó nguồn thơ tét luôn. <laughs> cái cô này cũng giữ rằng xem hai. À, và vừa rồi nha, là nghe giáo Pháp à, Có làm mấy câu thơ gửi cho Thầy à, Làm mấy câu thơ gửi cho Thầy Mà các câu cũng hay các câu cũng hay Nên Chẳng hạn như là gì đó là con, à, nhà, con trâu già Ngỡn cổ Để mà lấy nghe cái diệu Pháp âm Đại khá như vậy đó Miêu tả và cái túi già Bây giờ là hết lòng để mà nghe cái diệu pháp âm của Phật À, làm thơ hay lắm thầy không nhớ rõ nhưng mà cái này gọi là gì là kiến thủ kiến thủ tức là, là là nó bảo thủ ở trong cái quan điểm của nó nó giữ gìn trong quan điểm của nó nó muốn thay đổi gặp minh sư khai thị à, nó cũng không chịu nghe à, ví dụ như nó đi đến đánh xa đứng ở trong nạnh Trên hạn giờ đó thì nó nghĩ rằng vậy là tại vì sinh ra đâu có ai biết đi đến đánh xa cũng đâu có ai biết chống nạnh làm gái làm mụ phải không không có ai biết phải không à tập đi cho nên mà làm gái làm mụ cái gì nhưng mà không hiểu lúc nào đó cái ứng xử đó cái 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 cái, cái, cái oai nghi đó nó lại hình thành lên à, hình thành lên à, rồi mỗi vùng là mỗi khác nghe không? nó tạo thành một cái sắc thái à, ví dụ như miền, miền 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 trung miền trung thì nói nói chuyện nó thô hơn là miền bắc Miền Bắc thì khéo hơn Cái ừ. gì đó à, Nhảy lên Đánh vô ở trong đùi Và điếc vô đùi Và và chuối ha. Gì đó nói là chuối câu Câu cá cho hay lắm mà thầy không nhớ rõ ha. Còn ở, ở, Bình Định thì hồi xưa có lần nhớ Nhớ là có Có người đi xin từ thiện Mình không còn phiếu để cho Cái uh, bà đi về bà nói là tôi lẫn lội xa xôi đến đây xin cái phiếu mà không có tại vì một ngàn cái phiếu cho hết trơn rồi bây giờ đưa nữa lấy gì mình mình chi ra ừ, cho nên nó hết hạn rồi không còn không còn quà nữa Chứ mà bà cụ giận quá à, tôi đi chết đây <laughs> tức là giận quá <laughs> giận quá tức là nó có những cái cái đó là gọi là gì à, tại sao mà có những cái muốn quà mày mà 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 đời chết sao thầy hỏi tại sao bà cụ đời chết nó à, tôi nó thiệt, cái thầy ấy, tôi không cần nó đâu tại sao không cần một đi sinh? tại gì á Nó nói là con của bà có ba đứa ở Mỹ Nó thường gửi tiền về Nhà của bà nhà lầu mấy tầng Phương tiện bà không có thiếu Tại sao ở đây thầy chỉ giúp cho những người nghèo khổ Tại sao bà chen vô còn chi Bà nói á Tôi đi xin cái lọc Phật chứ tôi đâu có cần Kiến thủ Hiểu kiến thủ chưa hả Tự nhiên nó vô cái lọc Phật cái kỳ á Tại vì mà không cho là nghĩ mình không có lọc Phật Cho nên là giận là tôi chết đây <laughs> chúng ta hiểu kiến thủ chưa hả à, Kiến thủ Kiến thủ nó bàn bạc khép mọi nơi à, Thờ Đức Phật là phải như vậy Đức Phật như vậy Phật là Phật kia ngày xưa người ta nhớ như cô Hiền Lương là là Ngày nào cũng cũng lễ Phật Và hôm đó lệ, nghe nói lễ gần xíu Tại vì sao bởi vì tới 10 ông phật ông lạy mấy lạy mệt quá mà lạy ông ra nhìn ông kia sợ ông kia ông buồn <laughs> cho nên lại lạy ông kia ông chút nữa hai <laughs> người đã mệt với gần xíu đó còn là kiến thủ hiểu không hả đó, khi mình chưa hiểu giáo pháp mình sẽ nghĩ như vậy đó ừ. rồi à, à, rồi có những cái bà cụ bà cụ lên là là, là là lên 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 chùa thắm Phật đáng ấy Nói lên chùa thấy mấy người cứ lấy nước tém mấy thằng bé ấy. <laughs> tém mấy <một> thằng bé hơi <laughs> bắt đầu ấy. cái là là mà chùa đỡ là hai, cái bà tém nhà này bà tém cái rồi ấy. bà nhìn về kia bà nói từ từ thôi ta lượt con bà chỉ tém cho con <laughs> kiến thủ tại vì sao bà thương nó thằng này khó thằng chưa qua thằng chưa đợi lâu quá từ từ tao tao đã chúng ta thấy nói là mình đứng ở ý mình học giáo pháp mình thấy là cái kiến thủ đa dạng ở trong đầu con người nó kiến kiểu này nó chấp kiểu kia nó chấp kiểu nọ mỗi người chúng ta đều có cái cái, cái chấp riêng cái quan điểm riêng bây giờ cho nên chúng ta ở tại nhà của mình mình không có ai đụng chạm tới mình mình sẽ không thấy kiến thủ nó hiện ra khi mình đi vào trong hội chúng Bắt đầu mình sẽ thấy là Muôn sai vạn khác Nhiều khi người ta nói như vậy Nhưng mà cái, cái suy nghĩ họ không phải vậy Và nhiều khi mình nói như vậy Họ văn như vậy, dạ như vậy Nhưng mà họ không hiểu như vậy Và từ đó bắt đầu là cái kết quả của nó là uh, Tùm lum hết Lẫn lộn ra hết Đây gọi là kiến thủ Nhưng nó có cái tính chất là bảo thủ Nó có tính chất giữ Cho nên đây gọi là gì? Là tự tánh là thủ rồi cái loại giới cấm thủ nó rõ rệt hơn loại này là những người tu khổ hạnh cực đoan khổ hạnh cực đoan ép sát không có lợi ích gì ba kiến đầu à, xin lỗi ừ, à, trong đó hai kiến có tự tự tánh là thú nhưng kiến còn lại thì không à, những kiến còn lại thì không như vậy là chứ là gì là hai cái kiến này có tính thủ quần cái gì là thân kiến biên kiến và tà kiến nó không có báo thủ chỉ cần chỉ cần nó hiểu ra thì lập tức nó thay đổi chỉ có riêng là kiến thủ và giới cấm thủ là nó có cái ý là nó giữ gìn nó có ý là, là không thay đổi còn cái đặc tính của thân kiến chẳng hạn những cái quan điểm về sai lầm và sự tồn tại của thân mạng thường hay là đoạn khi mình hiếu ra rồi thì mình thấy nó khác hay là biên kiến kiến lợt lạc á rồi tà kiến khi mình học chánh pháp thì tà kiến nó sẽ mất nhưng mà nhưng mà kiến thủ và giới cấm thủ thì nó lại có cái tính là là tự tánh là thủ là giữ vì thủ tương đồng ý nói rằng Kiến thủ với cấm thủ Mặc dầu hai cái loại biểu hiện khác nhau Nhưng cái tính chất của nó có sự tương đồng với nhau Đó là tính chất thủ đó Hiểu không? Vì vậy cho nên Cho nên đặt riêng Lập riêng nó là hai kiến Xếp nó là một loại Do tự tánh sai biệt năng thủ và sở thú Nên lập thành hai Năng thủ và sở thủ Nên lập thành hai nghĩa là sao? Năng thủ Kiến thủ nó thuộc gì á? Chỉ năng thủ còn á, cái giới cấm thủ thuộc về sở thủ Tức là sở là cái chỗ chấp Là cái giới điều mà mình chấp Còn năng thủ là cái loại thủ ở trong đầu Trong tư tướng Hiểu chữ năng và sở không? À, ví dụ như bây giờ Người ta đưa ra một cái giới Chẳng hạn như thế này Người ta nghĩ Cái ngày đó Hai anh em đây là cho nó có đạo 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 thờ vật tố đạo thờ vật tố này là những cái hữu tục của các cái dân tộc thiểu số Việt Nam. À, cho thí dụ nha, cho thí dụ, ví dụ như buổi chiều đó um, có một đứa nhỏ nó ở trong một cái nhà và có một người đi ngang qua họ nhìn, họ nhìn thế này rồi cái họ đi. Tối đứa trẻ đó tự nhiên nó ấm tráng lên, nó suốt mơ mang lên. Và cái người cha bắt đầu hối Hối là Có ai nhìn Có ai bắt nạt ai quớ phạt gì không Có ai trù yếm gì không Thì Người ta nói Ồ có một cái người đứng nhìn nhìn Châm 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 Rồi đi Và khi người ta hối thêm là Người đó ở cái làng đó Có một cái người Tới nhìn như vậy Thì cái người cha này á Có hai cách Xử lý Một là đợi im cho con mình đều chết không có được chữa. à, chôn người xem chấp nhận. Còn hai, hai là gì? Hai là lấy một cái miếng ván hồn, cái ván mà chôn người chết ấy lấy miếng ván hồn, đi trên con đường là không phải con đường, tức là cách rừng đi chứ không được đi trên đường mòn. À, thấy cái con nhện nhện nó rơi xuống vậy nó, nó nó đứng nghiêm, thì người nào đi về. Nó chấp nhận con mình chết Nhưng mà nếu như không có con gì Mà nó rơi xuống ngang vậy đó Thì người này cứ đi tiếp Đi tới cái nhà mà Nhìn con họ đấy Lấy cái miếng ván hồn đó Thấy lên trước mặt người đó Thì người đó làm gì Tự động là Bỏ ăn bỏ uống cho ta chết Các vị có hiểu gì ta nói gì không Gọi là hữu tục mà cái hú tục tức là những cái tập tục nó hình thành từ lúc nào không biết mà trong đầu người ta nó như vậy hả và người ta tự tuân thủ theo như vậy dưới cấm thủ hiểu dưới cấm chưa hả tự nhiên họ tuân thủ theo một cái điều lạ kỳ như vậy hồi đó có đứa nhỏ dân tộc bên nó bị như vậy đó và cha nó bây giờ lên cầu và xin vàng là cho chấp nhận cũng không có cách nào mà đi mà trả thù thôi vì con mình số bạc biểu thôi chịu thì lúc đó thầy theo ba thầy đến chơi ông làng thì vô núi thấy vậy chơi thì hồi nhỏ thầy nhớ là có cái viên telanon à, mà mình nhìn cái chữ á. thấy viên thuốc này, nó tên mà cứ mỗi lần ấm ấm tráng rồi à, bác sĩ ấy, là cứ khám mà nhỏ khám mà bác thầy lề lưỡi ra nhìn nhìn thưa ấy, thầy hỏi nhìn cái gì thì họ nói là nó có cái chất trắng trắng đó vậy đó là à, khi là khi họ nhìn như vậy thì mình đới à, lúc mình khỏe thì nó không có à, khi nó bệnh thì mình nói lấy, lấy gương mình thề ra cô thấy ông có thể nhìn như gì thì thấy màu trắng trắng thì mình ghi nhớ đó bắt đầu thầy cũng lấy coi tại để để lửa xuống để để cái đứa nhỏ đấy thì mình thề lửa ra nó cũng lửa ra thầy thấy nó trắng trắng giống mình đó bắt đầu thầy mới cho nó uống hai viên thì nó nồi nó bớt mất thì thì lúc đó là ba thầy nói cho cái gì cho nó cũng nói cũng cho nó uống như thuốc mà con hay hay nó nó bệnh y như con vậy đó nó cũng đau đầu nó sốt mũi nó nóng sốt y như con vậy đó à, thành con cho nó uống còn nghĩ chắc nên con uống bớt thì nó cũng bớt ừ. trời ba thầy ông sợ muốn chết nó nó kiếp cả làng xuống nó mát giả dạ đó chứ không phải chớn đâu ha mà thầy thầy nói con đâu biết gì đâu con thấy nó bệnh nó uống ừ, cho cả đêm đấy ba thầy không ngủ được trằn trọc có khi nó đêm vậy ông nói nghĩ rõ ràng ai mượn chuyện của người ta không phải dưỡng nhưng nó nói trời chứ ba lỡ rồi thôi cho nó uống cho nó uống nó chết làm sao nó ba ngủ đi ba không sao đâu nói, gà ghế giờ ông ngồi ông lo nữa tại vì hồi nó con một mà giai đoạn đó để mà thưa các vị là là sáng ra cái thằng nhỏ nó bớt chạy chơi bình thường cũng còn sốt nữa Những à, dân tộc thiểu số cái, cái khả năng à, miễn dịch của nó nó mạnh lắm nó chỉ cần một chút xíu thuốc là nó phục hồi rất nhanh à. Thành ra chúng ta hiểu cái giới cấm thủ Tại sao nó tuân thủ thêm một cái điều lạ kỳ như vậy Đó. Người kinh cũng vậy Cũng có giới cấm thủ Tự nhiên Thầy đi về Tự nhiên cái con mắt thầy nó đỏ đen thui lên Thế là Mẹ thầy không biết làm sao Đi qua nhà ông bác Ông tí xíu mình... Thằng nhỏ bị Bị thân xã À, cho nên là phải sắm cái món này món kia rồi xin bớt bắt đầu che trước nhà thắp hương lên rồi thành khẩn lắm Đấy là thầy mới nói thầy mới nói là, là cái, cái gì Chứ mẹ thầy mới nói con không tin đi theo đi theo mẹ lại chỗ bác bốn bác bốn nói con bị thần xạ con nghe lời mẹ con làm nó cũng xin cho nó sẽ bớt Cái thầy mới hối thưa mẹ thưa bác thần xạ là sao cái <laughs> ông mới nói là thần xạ là ông thần không bánh xả là bánh ấy xả tiếng ấy nó xả bánh bánh trúng mắt cái cứ... tự nhiên có thằng mấy nhỏ nó phản ứng cái một liền nó thưa bác ông thần ở chỗ nào nó hướng đông nói hướng đông cái ông ở chỗ nào cho chỉ rõ cho con đó, hỏi hỏi chi vậy con nó cũng cho ông bạc tay nó nói thằng nó thèm cái câu y chang nó con sẽ dứt ông bạc tay tại sao bởi vì bởi vì ông bánh con trúng mắt con ông không xin lỗi con bây giờ tự nhiên con nó đi xin lỗi ông sao có cái chuyện mà ngang tàn con không chịu được mẹ thầy nói ơi, chết chết con chết, ơi chết chết con ơi con đừng nói vậy chết con ơi <laughs> bắt đầu về bác thầy coi như là nắm đầu thầy đè xuống lại xin lỗi con nhỏ dạy đừng làm vậy thầy khựng chân lại bắt đầu hai ba người lấy ấn cái nhỏ thầy xuống à giới cấm thủ đúng không ạ ở Mỹ có giới cấm thủ không Giới không thu sao à, Giới không sao hả? À? Nó có những cái chuyện giới không thu chứ à, Có một cái cô Phật tử à, Không có muốn à, giữ cháu nội Tại sao Bởi vì con dâu ở người Mỹ Nó bảo ấy, tới giờ đó là phải cho đứa nhỏ ngủ Tới giờ đó là phải cho thức Tới giờ đó là phải ăn Tới giờ đó là phải uống à, Nó bao nhiêu ký Em cái muốn gì, muốn gì, muốn gì à Trong khi đứa nhỏ nó không ngủ Làm sao Còn đứa nhỏ ngủ thì dựng đầu nó dài không cho nó ngủ Tới giờ mà nó, nó, Bà mẹ giận quá không chịu nổi Còn đứa nhỏ nó thèm em cái món đó không cho Hai người nó, Chăm nó ba bốn tháng Đứa nhỏ đẹp ngắt Với cấm thủ trong khi mỗi cái đứa nhỏ nó có một cái nghiệp riêng, nó có một cái cơ địa riêng và nó có một số cái hoạt chất nó cần mà cơ thể khác thì không cần. Nhưng mà nó cứ cần ký là như vậy, tới tháng, tới ngày là như vậy đó. Cái đó phải giới cấm thủ không? Nó là một loại giới cấm thủ, nó không có thích hợp. À, bây giờ cho nên ở đây là chúng ta hiểu cái chữ giới cấm thủ này này. Nó đa dạng lắm khi phân tích vô là chúng ta sẽ bị. Và chính ở trong đó sinh phiền não môi trường sinh phiền não mà, cho nên thấy rõ cái phiền não nó sinh từ đâu thì lúc đó chúng ta mới đoạn trừ được nó. Cũng giống như bác sĩ mà không có thấy rõ nguyên nhân của bệnh làm sao mà cho uống thuốc, làm sao mà điều trị được. Bây giờ cho nên chúng ta phân tích giới cấm thủ, kiến thủ. Một loại giới cấm thủ là tuân thủ theo những cái, cái quy định rất là rõ ràng gọi là sở. Còn kiến là những cái loại trong tư tưởng những loại do quan điểm riêng nắm được chưa hả à, do sự sai biệt của năng thú và sở thú nên lập thành hai kết à, do hai là là như vậy đó bởi vì nó năng và sở khác nhau nó vẫn là thú thôi nhưng mà cái nó phát ra năng tức là cái chú thế cái tự thân á thì nó thuộc về và kiến kiến thủ còn nó với cái đối tượng mà nó tuân thủ thì đó là giới cam thủ nhưng mà khi chúng ta tuân thủ theo thánh giới của Như Lai thì đây không phải là giới cấm thủ. Tại sao? Bởi vì người ta tuân thủ theo một cái giới cấm để người ta mong cầu hạnh phúc. Nhưng sự thật chân lý, người ta có tuân thủ chừng nào đi nữa, người ta cũng không có hạnh phúc. Trong khi chúng ta tuân thủ tuyệt đối trong trong thánh giới của Như Lai thì chúng ta lại có hạnh phúc tuyệt đối vì vậy cho nên xét về mặt lợi ích tối thượng của nó để chúng ta phân biệt là giới cấm thủ hay là hay là thanh giới của như là đó là điểm mà chúng ta phải phải hiểu à, cho nên giữ giới là giữ tới cái chỗ là thanh tịnh giác ngộ chứ không phải giữ giới bằng cách tự ràng buộc mình ở trong những cái nguyên tắc mà nó chỉ chuốc lấy toàn bộ là khổ đau <laughs> Cho nên Đức Thế tôn ở tại hội chúng có 500 vị A La Hán. Ngài nói rằng này các Tỳ kheo, ta và các ngươi đã trải qua vô lượng kiếp trong luân hồi sanh tử không có niềm vui và nỗi buồn nào mà ta và các ngươi chưa từng nếm trải Kiếp đó, sinh đó làm người, làm thú, vui như vậy, khổ như vậy, sống như vậy, chết như vậy. Vì A La Hán đều thấy thấy rõ. Nhưng cái Thế Tôn nói Nhưng đến ngày hôm nay Ta với các người mới có thể là thấy được Sự kỳ diệu của thanh giới như là Phật nói cái lời như vậy không phải là nói cho mình không phải là nói định tăng bốc cái, cái 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 tại vì Phật chỉ là người miêu tả phải hiểu rằng Phật miêu tả pháp chứ Phật không phải là cái người là là sáng sáng tác hoặc là trái với ngài là ngài ngài quớ phạt hoặc là thuận thì ngài ngài giúp đỡ không phải như vậy pháp của Phật là pháp như thế, tức là nó như vậy, Phật miêu tả như vậy, nó là màu vàng, miêu tả màu vàng, màu xanh, miêu tả là màu xanh vậy thôi. À, nên chúng ta cố gắng chúng ta miêu tả như Đức Phật, miêu tả như Đức Phật. Thành thành ra, à, ví dụ như một vị thiền khêu nói là Bạch Đức Thế Tôn, bản chất của xã hội này có giai cấp hay không? Bản chất của hữu tình có giai cấp hay không? Phật nói không, vì sao? Bởi vì lúc mang thân kiền đạt phược khi đi vào trong bụng mẹ, các ông có biết đó là giai cấp bà la môn sẽ ra lợi phở xá thủ đà la hay không? Nhưng vậy bà thế tôn chúng con không biết, chỉ có sinh ra đời và người đời gọi chúng con thuộc giai cấp bà la môn thì chúng con nhận mình là giai cấp bà la môn. Phật nói cũng như vậy, ở trong bản chất của hữu tình không có giai cấp. Vấn đề giai cấp là vấn đề ngôn ngữ do hữu tình tự đặt ra mà thôi. À. thành ra chúng ta thấy Đức Thế Tôn là miêu tả pháp, miêu tả pháp. Đấy thì ở đây cái tính chất của nó như vậy, Phật miêu tả như vậy. Và trên phương diện của vì sao tật sang trong các kết được lập thành hai kết trong lúc các tiền khác thì không? Vì một mực bất thiện, tức là tật sang á nó là một mức là bất thiện nó không có cái lý do gì khác hết nó chỉ là 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 một sự là sang tham kêu kiết nó chỉ là bất thiện thôi chứ không có tật sang không có cái lý do gì gọi là thiện hết nó được lập thành hai kết vì chúng khởi tự tại sang tật trong các triền lập riêng thành hai kết nghĩa là quá thật các triền khác không có tính chất như vậy Chỉ nơi triền nào có hai tính chất này Một mực bất thiện và tự tại khởi Mới được lập thành hai kết Tức là tật đố và sang tham Nó khởi trong bất cứ mọi tình huống Chứ không có điều kiện nào hết Ví dụ như ông vua Ông vua mà mỗi ngày bố thí Một ngàn lạng bạc Một ngàn lạng vàng phải không phải mà nghe có thiền sư như, như Nguyệt hay Như Ý phải không à? À, thầy của Ngài Thứ Thân Mỗi lần cạo tóc tặng cho 100 đồng vàng tự nhiên cái tật đố nó khởi Ở trên ngôi vua còn gì nữa Còn thua ai nữa đâu Chứ mà cũng khởi Không ngờ trên thế gian này lại có người hào phóng hơn cả ta Bây giờ tật đố phải không hả à? Tật đố nó khởi Nó khởi lạ lắm Nó khởi bất luận là điều kiện nào hoàn cảnh nào Chứ không phải Nó tật đố nó khởi trong cái người thấp hèn À, mà ngay cả cái người 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 lớn người già cho đến người thanh tựu họ vẫn tật đố họ vẫn khởi à. vì vậy cho nên chúng ta tu tập phải cẩn thận điều này nói không phải là mình nói xấu chứ đã là người xuất gia cũng chưa có thể bỏ được tật đố đâu bây giờ cho nên thầy cứ khuyên đại chúng là ông thầy không phải là ông Phật hiểu không à, chỉ cái người nào phòng hộ tâm phòng hộ tâm thấy tặc đố nó khởi lên ồ ồ tặc đố nó khởi lên tặc đố ông tâm mình nó đang khởi mình chuẩn bị thành người xấu đây chuẩn bị bị triền ấy triền tức là triền cái đó à, tức là nó trói buộc nó kéo đi ấy à, và ví dụ như mình muốn một cái hội chúng theo mình còn đông nhưng mà bây giờ hội chúng mình Nó ít hơn hội chúng kia tật đố khởi, thấy tật đố khởi không à? Mà tật đố khởi rồi, bắt đầu làm sao để mà hạ cái uy tín họ xuống, hoặc là trước phục lôi kéo họ vừa phiếu của mình đông hơn, đây gọi là tật đố, nó tự tại khởi như vậy đó, nó không có phân biệt, chư thiên cũng cũng khởi tật đố, có chư thiên phước của trời vẫn khởi, phạm thiên có khởi không? Có. Phạm Thiên là trên cổ trời đại phạm là là là, là, là sung sướng độ nhất rồi, tự tại độ nhất rồi. Và tự nhiên mà tự nhiên cũng khởi khởi nó như là trên đời này rõ ràng là không có ai ta hơn ta. Ta ở đây thật lâu mà không có cái hữu tình nào mà có thể biến mãn tới chỗ này. Rõ ràng chỉ có ta là tự tại và oai đức lớn nhất mà thôi. Mới nghĩ như vậy tự nhiên thấy Đức Phật cái ba vị đại thanh văn đang phóng hào quang ở trên trời. Đức Thế Tôn nói rằng là là như lai Chí trường định chánh giác mới là đấng tự tại còn người vẫn ở trong sanh tử <laughs> cho nên là lúc đó là là cái tật đố nó tại so sánh đó nó 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 khởi, nó, khởi, nó khởi không có lý do không có con người, không có đối tượng gì tự nhiên cũng khởi cho nên phòng hộ nối không à phòng hộ hơn người ta mình hơn người ta rồi mà mình vẫn tật đố mình hơn người ta tới 10 lần Nhưng mà ừ, có khi nào đó có một cái món nào đó Mà cái người đó họ thua mình Nhưng mà họ hơn mình chút xíu với món đó thôi Tự nhiên mình cũng tật đố Hay là dọn bữa ăn Dọn theo cách của mình Người ta dọn kiểu khác đi Mình cũng tật đố Cách của tôi hay hơn Từ hồi xưa thầy thấy chứ À, thầy mới lúc giờ diệu phật mới lập lên đi cúng dường thầy là một bộ chén màu xanh bộ chén màu trắng à, bộ chén rèn ri là ở trong chùa là ba cái ngang cô đó vừa là chén màu trắng cô kia vừa là cái chén màu rèn ri à, thầy không dám đụng vô nghe dọn thầy dọn em là chỉ biết em thôi á chứ mày mà sang sang chén lẫn lộn là phiền não nghe à cho nên nó là tật đố tại sao bởi vì vợ nó mới đẹp vợ nó mới hay Đó. mày có gì đâu đi mà cúng dường thầy ăn mà trong khi thầy thì cái gì cũng được có thể làm tô vậy bỏ vô bụng người xong thôi Đó. cứ từng biến rồi lát xong cũng hết rồi, nghĩ nghỉ thôi đi làm việc khác cho nên cái tật đố nó liên lối giữa sợ không à chúng ta phải hộ nổi không Rằng Niệm Phật Để cho Phật gia trì cho mình Để mình đủ sức Mình loại bỏ tật đố Để cho mình không có Mình đủ cái nghị lực không chạy theo tật đố Khởi lên trong lòng của mình Đó là biết niệm Phật Chứ không có nghĩa rằng niệm Phật là mình ngồi xuống Mình niệm, mình tưởng nhớ Phật Thật trí thành Và việc còn lại là Phật có đi làm tất cả mọi thứ cho mình và khi mình đứng lên Thì tật đố nó sinh ra đài giải trong người của mình Như vậy thì Đâu phải là người biết niệm Phật Chiêm nghiệm đi Chúng ta chiêm nghiệm đi Cho nên mỗi ngày nghe những lời thánh giáo này Chúng ta thấy xấu hổ Là chúng ta còn quá nhiều thứ Còn phải làm quá nhiều thứ Nếu như không đi học Không có người nhắc nhở mình Hoặc là không có cái phương tiện duyên Để mà mình ngồi mình đọc những cái, cái lời này Thì tâm của mình tất nhiên nó sẽ rong dúi theo cuộc sống mà cuộc sống thì có quá nhiều thứ trách nhiệm Có quá nhiều thứ cần phải làm Có quá nhiều thứ mà Mà mình thấy cái nào cũng cần thiết hết Nhưng mà Một sự thật Đó là vô thường nó đến Tật đố nó còn nguyên Bắt đầu chúng ta đi qua kiếp khác Mang theo hết tất cả cái hạt giống đó Làm sao mình giải thoát Cho nên những điều như vậy chúng ta chiêm nghiệm nghe Chiêm nghiệm Rồi nó một mực là là bất thiện và tự tại khởi. Có những trường hợp mà chúng ta luận lý ngược lại không có đúng. Chẳng hạn như các vị khác nói rằng đối với chủ trương triền có tám thì có thể như vậy. À, nhưng đối với chủ trương triền có 10 thì phẳng phú cũng có đủ hai phẩm tính này, cho nên giải thích này bất thành. Nghĩa là sao? Tức là phẳng phú ấy, thì nó là gì? nó chẳng hạn như cái phẫn thì nó có tính chất là phú tàn và ngụy thiện phẫn tức là phẫn nộ một sự phẫn nộ đã khởi lên thì người ta cố gắng người ta che đậy cái sự tức giận ở trong lòng ví dụ như một cái 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 hoàn cảnh nào đó mà người ta không có dám bộc lộ cái nét mặt tức giận khó chịu nhưng trong lòng của họ bất ưng ví dụ như có gì là họ khó chịu ở đối im bụng đó bắt đầu là có từ từ họ tìm cách là tra đũa sau hại sau đó nghe à, hôm nay chơi xó với bà Hết được rồi từ từ bà sẽ tính số sau nó hại không à? thì cái này gọi là là phấn nó phú mà phú tàng lấp lại mà cười mà cười cười nhưng mà từ từ giết à, phú rồi ngụy thiện tức là là, là ngụy thiện mà tức là cái 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 thiện đó là gọi là 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 ngụy biện cho rằng thiện thôi Chứ thực sự đã là phẳng phú thì không thể nào là thiện được ừ. Mà nếu như mà đem hai cái đó mà chẳng hạn như phẳng chia ra là phú tàn Rồi người thiện rồi còn phú rồi chia ra là còn phú tàng người thiện Thì hai thành bốn Như vậy thì tám thành mười Những cái luận lý như vậy nó không cần thiết Ở đây bây giờ cho nên Mới nói rằng là gồm thâu những cái loại kiết sứ Loại kết ấy, Thì ở đây cái chia làm chính kết mà thôi Đến được chưa hả? Chính kết mà thôi Đó là gì? Đó là ái kết, sân kết, mạng kết, vô minh kết Kiến kết Gì nữa? thủ thú kết, nghi kết, tật kết, sang kết Được chưa hả? Ngồi xuống Rồi bắt đầu đẹp ra Chính cái chữ đó Bắt đầu ngồi nhìn chầm chầm Chính cái chữ đó Cô ơi, thử trong lòng mình nó có hay không? À, có anh nào là loại bỏ anh đó À, còn không mà canh chừng nó của chừng nữa nó nó len lỗ nó nhảy lên nó nhảy lên bắt đầu nó, nó, nó sai mình nó khiến mình bắt đầu là miệng mình nói ra theo ý của nó à, rồi nghĩ mình cũng nghĩ là bị sự thúc giục của nó rồi hành động cũng theo chiến kết thì kết thì nó dính thôi nó dính thì làm sao giải thoát cho nên tại sao chúng ta phải giải thoát ai cột mình ai trói mình mà mình giải thoát chính kết ấy nó trối nó cột mình bây giờ mình ngồi mình nhìn nó đó chị để mình đừng có nghe lời nó nữa à cái đó là cái chuyện quan trọng trước đừng nghe lời nó cho nên hành động làm sao bất cứ một hành động mà không có được sự không đỡ cho chiến kết nó lôi kéo là chúng ta hành động có cái phước an lành giải thoát nắm được chưa ha rồi bây giờ tìm hiểu một chút nữa về lĩnh vực của năm hạ phần kết à, có khi phân tích ấy, là chính kết là cái đặc tính chung cho ba cõi nhưng mà ở đây nói năm hạ phần kết là nói cái gì hả năm hạ phần kết là là những cái kết ở đâu dục giới hạ là chỉ cho 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 dục cổ dục còn thượng là chỉ cho gì xét cả vô xét hay là thượng giới là chỉ cho cho trời đó nhau. À, như vậy thì ở đây năm kết thuận hạ phần nghĩa là sao? Nêm kết này đó là thân kiến với cấm thủ nghi dục tham và sân nhuế Thuận hạ phần nghĩa là sao? Đúng rồi. Nó nó hợp với cái cõi này. Cái cõi này á thân kiến, cõi này với cấm thủ rất là nhiều nghi dục tham sân nhuế vì sao chúng được gọi là thuận hạ phần kết vì thuận lợi hạ phần lên ở trên cõi trời kiếm một người sân kiếm không ra vì sao hả thầy hỏi trên đã kiếm không ra là vì sao chứ tâm của họ có, có hết sân không Hả? Khi ta dùng chữ như vậy chúng ta có thể liên tưởng Tại vì sao? Bởi vì bất cứ thiên chúng nào ở các cõi trời Mà khởi sân thì họ chết ngay Cho nên người nào khởi chết hết rồi làm gì có nói nữa Bây giờ cho nên ta nói lên cõi trời kiếm một người sân kiếm không ra Bởi vì người sân họ chết rồi còn cõi này mà nói như là người sân mà chết thì chắc không còn ai. <laughs> Các bạn mà nó nó cái này cho nên cái hội thần kinh của người ở cõi này là sân là chuyện bình thường nhé. Bình thường chứ không có gì lạ hết á, bình thường thôi. À, cho nên mình không có gì gọi là thấy ngạc nhiên. Ngạc nhiên là khi thấy một người họ sân thì cái cõi này nó là nó là là nó, nó thuận mà. Nó thuận sân khởi. À, nhưng mà sân vừa vừa thôi. cho sân quá cũng ai chịu nổi. Ngày xưa lúc còn hành điệu hành điệu bốn sư thầy à, khi thầy bực quá thầy đi mặt thầy hèm hầm đi bốn sư thầy ra ở sau vác cái cuốc đưa thầy nói con ra con cuốc cái sân lên đi cái thầy nó ủa chứ sao tự nhiên xong bằng phén cuốc thầy ông <laughs> nói cứ ra cuốc đi cái ra cuốc cũng không hiểu tại sao phải cuốc nữa bốn sư báo cứ làm thôi mình ra mà cuốc lát mình cứ nghĩ trong lòng ngang chướng thiệt tự nhiên xong bằng phén dài tự nhiên cuốc lên Cuốc mệt Cuốc làm gì à, gần nửa sân Gần nửa sân Cái Bốn à, sư tài mới ra nói Sao đó con Nó có đỡ bớt không Nó giờ đỡ cái gì Nó nói cái sân nó nhiều vậy Mà con cuốc sớm giờ không đỡ bớt à Nó không cuốc không, không giảm chút nào nào con Rồi cuốc tiếp đi <laughs> Lúc đó mình đi hiểu ra là Không biết là cuốc bỏ cái sân của mình đi Đà có những cái bài học mà chúng ta nhớ biết ơn những vị thầy có những cách dạy khéo khéo nó ngang ngược mà khó chịu mà nó nhớ hồi đó bốn sư thầy nói tôi hối ông ngày khi người nuôi trang nghiêm nó vậy đó tại vì mình nhỏ đời tư mà tôi cũng lớn lớn thành bốn sư thầy nói tôi hối ông ngu có chết không nó nói dạ chết chết Sao à, nó thì khôn có chết không? Thì không khôn sao chết được thầy? Đưa đầu đây. lấy lấy căng chối. quýnh ba ba cây cục. Bực bội trong người vô 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 cùng. Đi ngủ, đi ngủ đi. Mai trả lời. Cái đi mà ngủ thì được, ấm ức mà. Ừ. hôm sau Kêu lên hỏi có câu trả lời chưa? nó dạ chưa xuống gác lên tráng suy nghĩ à một tiếng ngồi xe bốn xe tài xuống thái tại nằm ghế khòn 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 <laughs> ông giận ông giận quá chừng ông nói ông nói tôi biết ông xuống suy nghĩ chứ tôi biết ông xuống ngủ à cho <laughs> mình nghĩ mình nghĩ bài mình nó ngang tàn quá tự nhiên khôn thì thì sống chứ, trên đời người ta nói là khôn phải sống chứ. Còn, còn dạy chết thì đương nhiên rồi à Thế mà bị quấn là sao? Chịu không được Sau này Sau này thưa các vị Tới khi tham gia một số công việc Bày mưu tính kế công việc Phật sự với các vị Ai ngờ đâu mình bày dối quá Bắt đầu người ta sợ mình Anh này mà không có dẹp Nguy hiểm Khôn chết hay không? Đó Thầy chết chưa hả Lúc đó thầy về Lấy Phật Đi kim cây chuối bên nào cũng quấn lại ngay cái chỗ đó Ba cây Đâu lắm quý vị đó. Đập thật mạnh ba cây Ngay cái chỗ mà bốn sư mình đập cái đây hai chục năm Hai chục năm đập Đập tôi sưng lên Tôi nhớ rằng á là hôm nay con mới hiểu được là thầy dạy con. Cho nên thưa các vị thọ trì kinh giáo khó lắm, mình luận lý cho êm tai rất là dễ, nhưng mà để thay đổi cái thói hư tật xấu của mình nó cực kỳ khó khăn. Phải thật sự là nghiêm túc, phải thật sự là là, là 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 chịu trách nhiệm với cái lời nói và hành vi của mình, thì lúc đó bắt đầu mình mới tạo ra cái năng lực thay đổi những điều thầy cỡ này Để tạo cái cảm hứng bỏ túi cho các vị mong rằng là chúng ta biết mới sống khôn cũng chết dại cũng chết biết người biết là người sống người biết người biết khơ cơ khởi lý khơ thời biết người biết ta biết đi biết đứng biết trước biết sau biết trên biết dưới biết và thọ trì trong luật nữa Thủy miên thí ngộ đương nguyện chúng sanh Nhất thiết trí giác Châu cố thập phương Sáng sớm thức dậy nên nguyện chúng sanh Tất cả trí giác biến khắp mười phương Phương trên, phương dưới, phương trong, phương ngoài Phương này, phương nọ Và chúng ta là gì ở trong đó Biến khắp mười phương Nhất thiết trí giác Trí chúng ta có biến tới hay không có đủ chưa? Có rõ tường công việc chưa? Một câu đầu tiên dạy chú tiểu trong chùa vậy mà mình mình không hiểu. Tuy nữ nhật dụng thiết yếu, sau này có nhiều người dạy sai, sai sai sẽ trơn hết. Không hiểu nghĩa. Nói câu có chữ, có nghĩa lý thọ trì không biết họ. cho nên chúng ta thấy ở đây nó nó thuận trong cái hạ phần kết vì thuận hạ phần cho nên đó, ở đây á giải thích rằng là hạ phần là dục giới chúng thích hợp cho phần này bởi vì do hai không vượt dục do ba quay trở lại do hai không vượt dục do ba quay trở lại là cái gì tuần sau chúng ta sẽ quay trở lại tiếp ha cảm ơn các bạn lắng nghe chúng ta dừng ngang đây Phật hiện thân ở đời, như hoa đàm đều vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời